Francesca Hilton, mẹ là hoa hậu, bố là trùm khách sạn, nhưng đến cuối đời sống vô gia cư. Bên cạnh những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích may mắn có được một cuộc đời sung sướng hạnh phúc, thì cũng có không ít người có gia thế lừng lẫy, nhưng lại bất hạnh từ khi mới lọt lòng. Cuộc đời chồng chất bi kịch của Francesca Hilton, con gái duy nhất của người sáng lập đế chế khách sạn lớn bậc nhất thế giới Hilton, chính là ví dụ điển hình. Đại tiểu thư sinh ra không được thừa nhận. Francesca Gabor Hilton sinh năm 1947 và là con gái duy nhất của Cora Hilton, người sáng lập tập đoàn khách sạn Hilton lừng lẫy. Mẹ bà là hoa hậu Hungary và là minh tinh bàn bạc Hollywood nổi tiếng Santa Gabor. Mẹ của Francesca Hilton từng nhận được giải thưởng danh giá Quả Cầu Vàng vào năm 1958. Bố mẹ của đại tiểu thư Hilton đều là rổ rá cặp lại khi đều từng đổ vỡ hôn nhân một lần trước đó. Dù kết hôn từ năm 1942, nhưng đến 5 năm sau, họ mới sinh được cô con gái là Francesca. Vì vậy, ai cũng nghĩ vị tiểu thư này có số phận vô cùng may mắn, sẽ được sống sung túc và chiều chuộng hết mực. Thế nhưng mãi về sau, trong cuốn tự truyện của mình, Zsa Gabor mới tiết lộ con gái bà chào đời trong bi kịch hôn nhân và không hề được cha mẹ chào đón đến với thế giới. Bà Gabor cho biết, chúng tôi thực chất đã ly thân từ năm 1946, nhưng Korat đã tìm đến tôi và cưỡng bức, sau đó tôi sinh ra một người con gái. Chính vì lý do đó, Cora Hilton ban đầu đã kiên quyết không thừa nhận Francesca. Chủ tịch Hilton không cho phép đứa con gái nhỏ của mình sống trong nhà và Francesca phải sống với người mẹ đơn thân khi bố mẹ chính thức ly hôn vào năm 1947. Về sau, khi xác định cô đúng là con gái mình, ông trùm khách sạn vẫn không có thái độ mặn mà hơn. Nàng tiểu thư bị chiến ép. Dù bị chính cha đẻ hắt hủi, nhưng Francesca vẫn là một rookie chính hiệu, được nuôi lớn trong môi trường xa xỉ nhất nước Mỹ bấy giờ, vì mẹ của cô là một minh tinh danh tiếng và có thu nhập kếch xù. Ngay từ khi Francesca còn rất nhỏ, Zsa Gabor đã có tham vọng biến con gái duy nhất của mình thành bản sao tương lai của bản thân. Khi chỉ mới vài tuổi, Francesca đã bị mẹ ép trang điểm đậm, ăn diện và xuất hiện liên tục trong các sự kiện thảm đỏ hào nhoáng, những buổi tiệc ồn ào của giới thượng lưu. Dù sống trong biệt thự xa hoa, đi lại bằng máy bay, siêu xe, nhưng đại tiểu thư Hilton chỉ như con rối trong tay mẹ. Về phía cha, ông Conrad Hilton cũng không mấy khi để tâm đến con gái vì mối thù hận với vợ cũ. Trong một bài phỏng vấn với tờ LA Times vào năm 2007, Francesca cho biết bố mình là một người tuyệt vời nhưng lại cuồng công việc. Từ bé đến lớn, cô chỉ được gặp bố vài lần trong năm vào dịp Giáng sinh hoặc lễ quan trọng. Chính vì vậy, khi bước vào độ tuổi thiếu niên, Francesca Hilton đã sinh ra tâm lý phản nghịch và nổi loạn. Mẹ cô càng ép buộc con gái giảm cân, giữ dáng, ăn mặc đẹp, thì Francesca càng cố tình làm ngược lại. Cô để vóc dáng mình trở nên đồ sộ so với tiêu chuẩn. Thay vì bước chân vào giới giải trí như định hướng của mẹ, Francesca nhất quyết đến khách sạn Hilton làm nhân viên lễ tân nhỏ bé trong kỳ nghỉ hè. Thậm chí cô còn giành giải thưởng dành cho nhân viên xuất sắc vì làm việc chăm chỉ chịu khó. Khi bước chân vào độ tuổi trưởng thành, tiểu thư Hilton vẫn trở thành một diễn viên theo ý mẹ, nhưng cô không trở thành một nữ diễn viên xinh đẹp tỏa sáng lộng lẫy như người mẹ minh tinh đã từng ao ước. Thay vào đó, Francesca trở thành diễn viên hài. Một trong những đề tài được cô đem vào tiểu phẩm mình nhiều nhất chính là những câu chuyện châm biếm mỉa mai gia tộc Hilton của mình. Nửa đời sau sống trong nghèo khó. Dù là đại tiểu thư của gia tộc Hilton giàu có quyền lực bậc nhất nước Mỹ, nhưng vị trí của Francesca trong dòng họ gần như là vô hình. Khi tỷ phú Conrad qua đời năm 1979, Francesca chỉ được di chúc cho số tiền vô cùng nhỏ trong khối tài sản khổng lồ là 100.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 2 tỷ đồng Việt Nam. Đế chế Hilton được anh trai cùng cha khác mẹ của cô là Baron Hilton tiếp quản. Baron Hilton chính là ông nội của nữ hoàng tiệc tùng Paris Hilton. Không bằng lòng với di chúc của cha, Francesca đã kiện ra tòa mong được nhận khoản tiền nhiều hơn. Cô bị dư luận chỉ trích là ham tiền, nhưng bản thân Francesca cho biết đó là vì cô mong mình được gia đình Hilton công nhận. Đơn kiện của Francesca không được tòa chấp nhận. Mối quan hệ với người mẹ minh tinh cũng gặp nhiều mâu thuẫn. Tiểu thư Hilton phải kiếm tiền nhờ việc mỉa mai gia đình Hilton và cả mẹ ruột của mình trong những tiểu phẩm hài. Suốt nửa quãng đời còn lại của mình, đại tiểu thư Hilton sống trong cảnh túng quẫn và cô độc, không ai quan tâm, thậm chí còn bị dư luận chỉ trích và chê cười. Francesca có một cuộc hôn nhân vào năm 1993 nhưng kết thúc đổ vỡ và không có con cái. Cô sống trong căn hộ giá rẻ với mức thu nhập dưới trung bình. Càng về già, Francesca Hilton càng nghèo khó. Ở độ tuổi trung niên, người phụ nữ này còn lâm vào cảnh mất nhà và trở thành người vô gia cư, phải sống trong xe hơi. Vào tháng 1 năm 2015, Francesca bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 67. Lúc đó, Zsa Gabor vẫn còn sống, nhưng bị người chồng thứ 9 của mình giấu chuyện nên bà không thể đến tiễn con gái mình lần cuối. Truyền thông Mỹ cho biết đến cả lúc qua đời năm 2016, Zsa Gabor vẫn không biết đứa con duy nhất của mình đã chết. Thi thể của Francesca Hilton bị bỏ lại trong nhà xác trong một thời gian dài vì không có người thân hay người quen nào đến nhận và làm mai táng. Mãi một thời gian sau, chủ tịch Hilton đương thời Baron Hilton mới làm đám tang nhỏ cho em gái cùng cha khác mẹ.
tro cốt của bà cũng không được để cùng với gia tộc Hilton mà đặt cạnh người dì trong dòng họ ngoại Gabo.